Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án cáp tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một lô đất đầu tư cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời anh chị nhé. Thì vị trí lô đất là nằm ở ngay trước màn hình anh chị nhé. Lô này thì có diện tích là ngang, bề ngang là 5m và chiều sâu phía bên trong là 18m22 anh chị ạ. Thì vị trí lô đất là từ nằm giữa cái cây này anh chị nhé. Đấy, bỏ sang bên tay trái màn hình của anh chị là 5m anh chị ạ. Lô này thì nó nằm trên trục đường là đường 16m anh chị nhé. Đây, đấy, đường này là đường 16m, nằm gần vòng xoay quảng trường ánh sáng ở phía bên này anh chị này. Đấy, em sẽ quay xung quanh cái lô đất này cho anh chị xem luôn. Đường này là đường thông thẳng, là đường Trường Chinh anh chị nhé. Đấy, phía trước đầu kia là đường Trường Chinh và nằm gần cái khu trung tâm thương mại anh chị này. Đấy, lô này là cực kỳ đẹp luôn. Đường 16m thì lòng đường của mình là 9m anh chị nhé. Còn vỉa hè mỗi bên là 3,5m. Thì tiến lại gần lô đất thì em sẽ chỉ ranh giới của cái lô đất cho anh chị xem. Ở phía bên ngoài này thì chủ đầu tư cát tường người ta bắn đinh lộ giới anh chị nhé. Đây, đây. Còn ở phía này là có luôn đồng hồ nước anh chị này. Anh chị mua về, nếu mua về xây nhà ấy, thì có sẵn nước để mình đấu vào luôn. Còn cái ranh ở phía bên này là ở nằm ngay đây anh chị nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Lô này cực kỳ đẹp mà hiện tại đang bán giá cực kỳ rẻ anh chị ạ. Thì cuối video em sẽ cập nhật giá cho anh chị. Còn ở phía đằng sau này anh chị này. Đấy, phía sau này thì chủ đầu tư người ta cắm cột mốc bằng bê tông anh chị nhé. Đấy, cho nên là anh chị mua là không có sợ là trồng lấn ranh giới đâu. Đây, ở phía này là có cột mốc đây anh chị này. Đấy, nó hơi gãy tí thôi. Đây, có cột mốc bằng bê tông hết anh chị nhé. Đất trong khu đô thị 1/500 là ranh giới rõ ràng, không lo bị trồng lấn anh chị ạ. Khu này thì khu E anh chị nhé. Đấy, khu E là nhà dân xây khá là nhiều anh chị này. Đấy, nền đất của chúng ta là nền đất xây dựng tự do anh chị nhé. Và anh chị có thể thấy cái cốt nền đất trong khu cát tường Phú Hưng là rất là cao anh chị nhé. Cho nên là hầu như mình mua về là mình không có phải tốn nhiều cái tiền san lấp hay là tiền làm móng cho cái cốt nền của cái đất Bình Phước là đất nền đá, cốt nền đá ong đấy anh chị. Cho nên là nền rất là cứng luôn. Lô này thì là hướng Bắc anh chị nhé. Đấy, hướng Bắc, hướng chính Bắc, cho nên là anh chị mua ấy là về xây nhà nó rất là thoáng mát. Và vị trí này lại vị trí trung tâm anh chị này. Đấy, ngay đây là quảng trường ánh sáng nhé. Và phía bên này là khu vực block C. Đấy, đường này đường 16m anh chị này, cực kỳ đẹp và thoáng nhá. Nếu mà sau này khu này mà có xây lên trung tâm thương mại anh chị này thì những cái vị trí này sẽ là những vị trí kinh doanh buôn bán cực kỳ ngon luôn. Đấy, và lô đất này thì hiện tại anh chị chủ đất đang giao bán với một mức giá là 1.060.000.000 là đang kẹt tiền, cho nên bán giá này anh chị nhé. Còn đối với những cái nền mà xung quanh đây anh chị này thì cách đây phải 8 tháng là người ta lại giao dịch khoảng 1.450.000.000 đến 1.500.000.000 đấy anh chị nhé. Đấy, thị trường có xấu thì mình mới mua được những cái vị trí đẹp mà giá rẻ như vậy anh chị ạ. Sổ hồng riêng, công chứng ngay anh chị nhé. Đấy, anh chị có thể mua rồi trồng tiền và công chứng sang tên luôn. Còn nếu vay ngân hàng thì lô này vay phải được ít nhất cũng phải được 900 anh chị này. Đấy, lô này hiện tại vay ngân hàng phải được 900 nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thì em Thọ xin nhắc lại là lô này có diện tích là ngang 5, chiều sâu là 18m22, thổ cư 100% nền đất hướng Bắc anh chị nhé. Và giá bán là 1.060.000.000 anh chị ạ. Giá này là giá chốt anh chị nhé. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em mà có thể đầu tư được lô đất này thì cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974 thì em sẽ gửi đầy đủ giấy tờ sổ sách cho anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ. Oh, 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 oh